Xin chào bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách trích dẫn tài liệu bằng phần mềm EndNote X9 ở trên cái hệ điều hành Windows. Tức là cái phần mềm EndNote X9 này chạy ở trên hệ điều hành Windows. Tôi là tiến sĩ bác sĩ Vũ Duy Kiên đây. Rất vui được chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của tôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học. Thì bạn lưu ý là như tôi đã hướng dẫn bạn ở trong các cái video mà liên quan đến cái việc cài đặt cái phần mềm EndNote. Thì bạn phải lưu ý là để mà có thể trích dẫn được tài liệu đối với lại phần mềm EndNote thì sau khi bạn cài đặt xong thì như bạn nhìn thấy ở đây này, EndNote X9 này nó phải được gắn vào trong cái menu của Word. Trong trường hợp mà bạn nào chưa có cái phần mềm EndNote X9 này thì bạn có thể inbox, tức là nhắn tin cho cái fanpage của tôi, tức là có cái địa chỉ ở trên này thì bạn có thể lưu lại. Và nếu mà bạn muốn khi mà bạn kích vào thì bạn có thể tới được cái trang fanpage của tôi thì nó trông như thế này. Thì bạn có thể nhắn tin, nó có cái phần gửi tin nhắn này, thì bạn kích vào phần gửi tin nhắn. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại cái bài học chính của ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách trích dẫn tài liệu bằng phần mềm EndNote X9. Và ở đây thì tôi đang chạy ở trên cái nền tảng hay là cái hệ điều hành là Windows. Thì ở đây là tôi đang cài đặt cái Windows 7. Thế tất nhiên là bây giờ một số bạn thì có thể là sử dụng Windows 10, thì về cơ chế thì nó cũng như nhau thôi. Còn đối với máy tính Mac thì tôi đã quay một cái video khác, thì bạn có thể tìm kiếm ở trong cái kênh YouTube của tôi để có thể xem cái phần mà dành riêng cho máy tính Mac. Nhưng mà nhìn chung thì về cơ bản thì cái tư duy thì nó cũng giống nhau thôi. Thì để mà chúng ta có thể trích dẫn được tài liệu bằng cái phần mềm EndNote X9 này, thì thứ nhất là chúng ta cần phải tích hợp được cái menu EndNote X9 này vào với Word. Nếu mà trong trường hợp mà bạn không tích hợp được vào thì bạn sẽ phải xử lý để cho nó có thể tích hợp vào đây. Thì tôi cũng đã quay một loạt các video mà liên quan đến các cái vấn đề xử lý, thì bạn có thể xem các video đó để có thể thao tác đối với từng trường hợp cụ thể. Và bước tiếp theo là chúng ta cần phải tạo cho mình một cái thư viện ở EndNote. Thì để mà tạo được thư viện EndNote thì chúng ta vào cái phần mềm EndNote, đúng không ạ? Chúng ta kích vào cái phần mềm EndNote. Cái EndNote này thì chúng ta có thể tạo một cái icon hay là một cái biểu tượng ở trên cái desktop, hoặc là chúng ta có thể vào ở trong cái phần mà start ở đây. Thì cái này thì cũng đơn giản rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái EndNote X9 này. Và bây giờ chúng ta sẽ cần phải tạo ra một cái library, tức là một cái thư viện. Thì tôi sẽ kích vào New. Và sau đó thì tôi sẽ tạo ra một cái thư viện, giả sử như tôi để ở trên desktop chẳng hạn. Và thường thì tôi muốn đưa vào trong một cái folder để cho nó tiện lợi trong cái việc sử dụng và tìm kiếm. Thì tôi sẽ tạo ra cái thư mục là Training. Bạn có thể đặt là bất kỳ vấn đề cái tên nào cũng được. Và trong này thì tôi gọi cũng là Training EndNote. Training sử dụng EndNote X9, ví dụ như vậy. Tôi save. Đấy. Thế thì lúc này là chúng ta đã có một cái thư viện EndNote. Thực tế thì nó có một số cách để bạn có thể xây dựng được cái thư viện ở trong EndNote này. Thì có những cách, ví dụ như là bạn có thể lấy trực tiếp từ Internet qua PubMed, thì lấy trực tiếp vào trong cái EndNote này, hoặc bạn có thể nhập bằng tay, hoặc là bạn có thể nhập bằng các cái bài báo từ PDF bạn có thể nhập vào được, hoặc là bạn có thể lên PubMed rồi bạn tải những cái phần mà nó cho phép trích dẫn, bạn chiết xuất nó ra rồi thì bạn import vào đây. Thế tuy nhiên là cái đấy nó không phải là cái mục đích chính của cái bài học ngày hôm nay, cho nên là tôi sẽ quay một cái video khác cụ thể hơn. Trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chủ yếu tập trung vào cái việc là chúng ta trích dẫn nó như thế nào. Chính vì vậy nên là tôi thao tác một cách rất là nhanh chóng, và cách này thì nó cũng tương đối là dễ hiểu. Để làm được việc đó thì bạn chú ý ở phía trên này. Ở phía trên này nó có 3 cái nút. Một cái là có một cái hình folder này, một cái thì nó có cái hình là thế giới, và một cái thì cái hình folder và thế giới. Thì ba cái biểu tượng này nó có ba cái chức năng khác nhau.
cái chức năng mà có nguyên cái folder này này. Có nghĩa là khi bạn kích vào đấy thì là bạn chỉ đơn giản là bạn đang đi ở trong, tức là đang tìm kiếm ở phía trong cái thư viện của bạn thôi. Còn khi mà bạn kích vào cái biểu tượng là thế giới này thì chúng ta nhìn thấy ở phía dưới này nó hiện ra một loạt các cái công cụ mà chúng ta nhìn thấy có chữ PubMed ở đây. Và khi mà bạn nhìn thấy các cái công cụ này thì bạn khi bạn kích vào đây, ví dụ như vậy, thì bạn sẽ ra một cái cửa sổ, và từ cửa sổ này thì bạn có thể tìm kiếm các thông tin bằng các cái từ khóa hoặc là bằng các cái tiêu đề của bài báo. Thì khi tìm kiếm xong thì nó sẽ tải về. Tuy nhiên là khi nó tải về thì nó vẫn ở trong cái bộ nhớ đệm thôi, chứ nó chưa về thực sự về cái thư viện của bạn. Mà để mà làm được cái việc mà đưa về cái thư viện của bạn thì bạn cần phải gắp về, hoặc là bạn copy về, hoặc là import nó về. Thế còn có cái phím thứ ba, đấy là nó bao gồm cả phần thư mục ở trong máy tính và cả cái việc là kết nối online. Tức là khi mà bạn chọn cái biểu tượng này thì mỗi khi bạn tìm kiếm và bạn tìm kiếm thấy các cái tài liệu trích dẫn thì nó sẽ trực tiếp nó tải về trong cái phần mềm, tức là nó tải về trong cái thư viện EndNote của bạn. Nào bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để một cách rất là nhanh chóng để bạn có thể xây dựng được một cái thư viện cho cái phần trích dẫn của bạn. Thì bạn kích vào cái phần mà có cả cái biểu tượng thế giới và cả cái thể biểu tượng là một cái folder. Sau đó khi bạn kích vào thì bạn nhìn thấy ở phía dưới nó có cái online search, và bạn sẽ kích vào PubMed. Đấy, PubMed thì nó rất là quen thuộc với bạn rồi đúng không? Thế thì khi mà bạn kích vào PubMed rồi thì phía bên này nó sẽ cho bạn một cái cửa sổ. Và cái cửa sổ này nó sẽ cho phép bạn tìm kiếm. Ở đây nó sẽ có ba thứ. Thứ nhất là bạn tìm kiếm theo tên này, theo năm này, và theo title, tức là theo tiêu đề của bài báo. Ngoài ra bạn cũng có thể bổ sung thêm các cái thành phần nữa. Khi mà bạn kích vào cái mũi tên xuống ở đây này thì bạn sẽ thấy là bạn có thể rất là linh hoạt trong cái việc lựa chọn tìm kiếm. Bạn có thể tìm theo tác giả hoặc theo cái PMID, tức là theo cái mã số của PubMed, theo năm, theo đủ các thứ. Thì các bạn có thể tự tìm hiểu, tức là các cái keyword đó xuất hiện ở trong theo những cái đầu mục ở đây. Vậy là chúng ta hiểu một cái tư duy tương đối là đơn giản vậy thôi. Thế còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng cái thư viện của chúng ta. Thì cách đơn giản nhất mà tôi cũng vẫn thường hướng dẫn các bạn, đấy là chúng ta tìm các cái bài báo. Và các cái bài báo này là các bài báo của tôi, thì tôi tìm như sau. Tôi đánh tên của tôi vào thôi. Rồi, và tôi kích Enter. Thì lúc này bạn thấy là hệ thống nó đã tìm được 19 bài. Thì tất nhiên là nó có nhiều hơn 19 bài. Thế nhưng mà bởi vì là khi mà xuất bản ấy, thì có thể là ở các bài báo khác nhau thì nó các cái thứ tự tên nó khác nhau, nên là hiện nay thì hệ thống nó tìm được 19 bài thôi. Chấp nhận là 19 bài thôi. Và ok. Đấy. Đấy, khi chúng ta ok thì chúng ta chờ một lúc, thì các cái bài mà nó tìm thấy thì nó sẽ tự động nó nhập vào trong cái thư viện của chúng ta. Và bạn lưu ý là ở phía trên này thì bạn cần phải lựa chọn là cả cái folder và cả cái biểu tượng là thế giới. Thì lúc này thì cứ mỗi khi mà cái tài liệu mà tìm thấy thì nó sẽ tự động nó lưu vào trong cái thư viện của chúng ta luôn. Thế thì quay ngược trở lại với lại ba cái tính năng này mà như lúc nãy tôi đã trình bày, thì đối với cái việc mà chúng ta sử dụng là cả cái folder và cả cái thế giới này này, nó rất là hữu ích khi mà chúng ta giới hạn được cái việc tìm kiếm. Tức là khi mà chúng ta tìm kiếm mà chúng ta biết là các cái keyword của chúng ta ấy, nó giới hạn với một cái số lượng bài báo nhất định, thì khi chúng ta làm như vậy thì nó sẽ tự động nó đưa về trong cái thư viện của chúng ta. Trong trường hợp mà chúng ta tìm các cái keyword mà nó quá rộng chẳng hạn, thì nó về hàng nghìn hoặc là hàng trăm nghìn bài báo chẳng hạn, thì nó sẽ đổ về rất tốn rất nhiều thời gian, và nó cũng là vô ích bởi vì là nó quá nhiều, đúng không ạ? Khi mà chúng ta tìm kiếm thì thường thì chúng ta phải tìm kiếm làm sao những cái bài báo làm sao nó gần gũi nhất đối với cái chủ đề mà chúng ta định nghiên cứu. Thì đấy là đối với chức năng thứ nhất. Thì đối với chức năng thứ hai thì là đơn giản là chúng ta chỉ tìm kiếm những cái bài báo, thì chúng ta có thể tìm kiếm rộng ra một chút cũng được, nó về khoảng một vài trăm bài chẳng hạn, hoặc là đến vài chục bài chẳng hạn, thì chúng ta có thể lựa ở những cái bài báo đó xem bài báo nào nó phù hợp thì chúng ta mới đưa vào. Đấy, còn cái thứ ba đấy là ở một cái folder không thôi,
thì khi mà chúng ta kích vào đây thì lúc này thì chúng ta chỉ nhìn thấy là những bài báo mà nó nằm ở trong cái thư viện của chúng ta. Thì ở đây là nó có 19 bài. Vậy thì cái tác dụng của cái này là gì? Là khi mà chúng ta muốn tìm kiếm, ở đây chúng ta có 19 bài thôi, thì chúng ta có thể nhìn đi nhìn lại nó rất là dễ. Nhưng giả sử như chúng ta có 100 bài hoặc 200 bài chẳng hạn, thì cái tính năng này nó sẽ rất hữu ích để khi mà lúc bạn trích dẫn, bạn muốn tìm kiếm xem là cái bài báo đấy là bài báo nào, dựa trên là các cái keyword thì bạn có thể đánh các keyword vào và bạn tìm kiếm, thì lúc đấy thì bạn dễ dàng tìm ra được cái bài báo đó để bạn đưa vào cái phần trích dẫn. Rồi, thì đấy là một cách sơ bộ, một cái tư duy rất là đơn giản nhưng mà nó rất là hữu ích cho bạn trong cái việc mà bạn tìm kiếm và bạn trích dẫn các cái bài báo. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái việc mà chúng ta trích dẫn cái nội dung chính mà chúng ta cần phải làm. Tất nhiên là để mà làm được cái việc mà trích dẫn thì chúng ta phải cần phải chuẩn bị giống như là tôi vừa mới hướng dẫn bạn, hoặc là đơn giản nếu mà bạn đã có một cái thư viện rồi thì bạn có thể bắt đầu từ bây giờ, những cái phần trước bạn không cần phải học nữa. Nào bây giờ chúng ta sẽ quay ngược trở lại cái phần Word, thì chúng ta sẽ có, giả sử có một cái văn bản Word ở đây. Bây giờ tôi xóa cái này đi, à mà chả cần xóa, tôi sẽ để ở đây. Và rồi tôi đưa về cái Times New Roman, và thường là chúng ta sử dụng cỡ chữ 14 đúng không ạ? Đấy, ví dụ như vậy. Và chúng ta sẽ cùng trích dẫn. Giả sử như là tôi sẽ đánh một cái câu nào đó, xong sau đó thì tôi sẽ trích dẫn. Hôm nay bật tiếng Việt nào. Hôm nay chúng ta học về EndNote. Ví dụ vậy. Và tôi sẽ trích dẫn ở đây. Thì để mà trích dẫn thì chúng ta sẽ có hai cách. Thì chúng ta sẽ làm lần lượt từng cái cách một nhé. Thì đầu tiên giả sử như là bạn để trích dẫn được thì chúng ta phải quay trở lại cái phần mềm EndNote này. Chúng ta sẽ lựa chọn, giả sử như tôi lựa chọn một bài báo này chẳng hạn. Đấy. Và sau đó thì tôi sẽ quay trở lại Word. Và bạn lưu ý là bạn vào EndNote này, bạn nhìn thấy chữ Insert Citation đấy không? Đấy, có cái mũi tên xuống, bạn kích vào đấy. Sau đó thì bạn kích vào Insert Selected Citation. Rồi. Đấy. Vậy là lúc này nó đã tự động nó đưa một cái phần trích dẫn vào đây, và ở phía dưới này nó đã hiện cái nội dung mà chúng ta trích dẫn. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ thêm vào đây, ví dụ như là tài liệu tham khảo. Ví dụ như vậy. Bộ đạo đây đúng không ạ? Chúng ta sẽ làm tiếp nhé. Việc trích dẫn cũng tương đối dễ dàng. Ví dụ như vậy, và tôi sẽ tiếp tục trích dẫn vào đây. Chúng ta sẽ quay trở lại cái EndNote này. Lần này giả sử như là chúng ta lựa chọn nhiều hơn 1, chúng ta lựa chọn 2 hoặc là 3 chẳng hạn. Ví dụ thế. Sau đó thì chúng ta sẽ quay lại Word, xong chúng ta làm như vừa rồi. Hoặc là đơn giản thì chúng ta sẽ lựa chọn xong. Sau đó thì chúng ta nhìn thấy ở phía trên này này, nó có cái dấu mà phẩy phẩy, hai dấu phẩy phẩy này, nó là Insert Citation. Thì chúng ta chỉ cần kích vào đây thôi. Đấy. Đấy, thì lúc này nó cũng tự động là nó đưa cái phần trích dẫn của chúng ta vào phía dưới này. Và ở đây nó mở ngoặc ra là có phần trích dẫn. Giờ chúng ta làm thêm một chút nữa để cho nó chúng ta có nhiều hơn ở phía dưới này. Và chúng ta sẽ quay trở lại EndNote, và chúng ta lúc này chúng ta lựa chọn nhiều hơn, ví dụ thế. Rồi. Và chúng ta quay trở lại đây. Chúng ta làm theo cái cách mà thứ nhất. Đây là cách mà chúng ta thực hành thôi. Thì khi mà bạn làm thì tùy, bạn có thể làm theo cách nào cũng được. Đấy. Thì lúc này chúng ta đã có một cái văn bản trích dẫn nó tương đối là chuyên nghiệp. Ở phía trên này là cái phần viết của chúng ta, xong trích dẫn, sau đấy thì tài liệu tham khảo. Thì một số bạn sẽ hỏi tôi là vì sao mà ở đây nó có cái tên và có cái chữ cộng sự, tức là tiếng Việt, nó lẫn lộn lồm ngồm giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Thì thực ra đây là do là cái style thôi, tức là cái format
theo một cái dạng tiếng Anh thôi chẳng hạn, thì chúng ta lựa chọn sang một cái style khác. Ở đây là tôi đang sử dụng cái style của Bộ Giáo dục Đào tạo. Bây giờ chúng ta có thể chuyển sang dùng cái style của Vancouver chẳng hạn. Đấy. Khi chúng ta kích vào thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ đổi cái cách mà nó thể hiện ở đây. Đấy, ở lúc nãy thì nó là cái dấu vuông, ở đây là dấu ngoặc. Một số bạn thì sẽ hỏi là vì sao mà ở phía trên này này thì chữ nó khác, còn ở phía dưới này nó chữ nó khác. Và cái này thì cái cũng thường gặp thôi, bởi vì là ở phía trên này thì tôi dùng cái phông chữ là Times New Roman và cỡ số 14. Thế còn ở phía dưới này thì là cái chính cái bản thân của EndNote nó tự động nó đặt cái phông chữ là Calibri và phông số 11. Thế bây giờ làm sao mà chúng ta chỉnh cho hai cái này nó cùng nhau? Thì bây giờ tôi sẽ chỉnh cái này về phông Times New Roman nhé. Đấy, thì bây giờ chúng ta vào cái EndNote X9 này. Sau đó thì chúng ta vào cái phần là Edit Manage Citation. Thì bạn lưu ý là cái đây là ở trên cái nền tảng Windows. Thì Windows này, cái EndNote ở trên nền tảng Windows nó cũng tương tự như là ở trên máy tính Mac thôi, nhưng mà nó có cái phần nó hơi khác một chút. Và để mà chỉnh được cái phần này ở trên máy tính Windows chúng ta làm như sau. Chúng ta vào cái Edit này. Đấy, Manage Citation. Và nó sẽ hiện ra một cái bảng như thế này. Và chúng ta nhìn thấy ở dưới này nó có cái chữ Tool. Đấy, thì chúng ta khi vào cái Tool này thì chúng ta vào cái phần Config. Đấy, Config Bibliography. Đấy, chúng ta kích vào đấy. Thì lúc này chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có cái phần Format Bibliography. Và cái thứ hai nữa là nó sẽ có cái phần Layout. Thì chúng ta kích vào phần Layout. Và sau đó thì chúng ta chọn phông chữ là 14, đúng không? Để trùng với ở phía trên. Và chúng ta chọn cái phông là Times New Roman. Đấy, Times New Roman. Và chúng ta OK. Rồi. Sau đó chúng ta OK một lần nữa. Rồi, thì chúng ta nhìn thấy chưa? Ở đây nó đã, cái phông chữ nó đã thay đổi. Và chúng ta thấy cái phông chữ trên với dưới là nó đã tương đồng với nhau. Bây giờ chúng ta có thể hiệu chỉnh thêm một chút nữa. Chúng ta tự ở đây thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng tay chúng ta tách nó ra như thế này cũng được. Hoặc là không thì chúng ta có thể hiệu chỉnh một chút nữa để chúng ta tạo ra những cái khoảng cách ở giữa các cái chữ này chẳng hạn. Thì chúng ta cũng quay vào đó thôi. Đây, vào đây này. Chúng ta vào Tool này. Rồi. Và chúng ta vào phần Layout. Thì chúng ta nhìn dưới thấy ở phía dưới này này có chữ Line Spacing và Space After. Thì bạn có thể tách cái phần này ra bằng cách là lựa chọn là 1.5 line, hoặc là bạn có thể tách giữa các cái trích dẫn với nhau. Thì chúng bạn có thể tách ở theo từng trích dẫn, thì bạn có 1.5 này, 1.5 line này. Rồi. Thì cách nào cũng được. Hoặc là bạn có thể chọn cả hai. Rồi, OK. Đấy, thì lúc này bạn nhìn thấy là cái phần trích dẫn của chúng ta nó đã tách nhau ra rồi, và trông nó cũng chuyên nghiệp hết, đúng không ạ? OK, vậy là tôi đã hướng dẫn bạn một cách rất là nhanh chóng để bạn có thể nắm được cái cách mà bạn có thể trích dẫn được cái tài liệu tham khảo ở trên cái phần mềm EndNote. Và cái phần mềm EndNote này thì nó chạy ở trên cái hệ điều hành là Windows. Thì nếu mà bạn muốn tìm hiểu về cái phần trích dẫn EndNote ở trên phần mềm trên cái máy tính Mac ấy, thì tôi cũng có một cái video khác, thì bạn tìm kiếm ở trong cái kênh YouTube của tôi. Ngoài ra thì tôi cũng có một cái bài video hướng dẫn về cách trích dẫn tài liệu bằng cái phần mềm EndNote X8. Thì về cơ bản thì các cái phần mềm EndNote này nó cũng tương tự nhau. Rồi, bây giờ thì tôi dừng cái video này ở đây. Nếu mà bạn có câu hỏi, hoặc là bạn có thắc mắc, hoặc là có góp ý gì, thì bạn có thể để vào trong cái phần comment ở phía dưới. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe đoạn chia sẻ của tôi trong video vừa rồi. Hãy đăng ký vào nút subscribe phía dưới để bạn có thể nhận được video của tôi sớm nhất. Lưu ý là bạn hãy click vào nút quả chuông để bạn có thể nhận được video của tôi sớm hơn những người khác. Tôi xin cảm ơn các bạn đã đăng ký vào kênh YouTube của Vũ Duy Kiên. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong các video chia sẻ tiếp theo của tôi.